Vân Sơn không ngờ rằng hiện nay ở tỉnh Bạc Liêu chúng ta lại có nhiều điểm du lịch tâm linh đến như vậy. Hiện tại thì Vân Sơn và Lê Quỳnh đang ở trong khuôn viên của nhà thờ Tắc Xảy. Phía sau lưng Quân Sơn là nơi an nghỉ của cha Trương Bưu Diệp. Cũng chính nhờ vào cha Trương Bưu Diệp cho nên nhà thờ Tắc Xảy ngày hôm nay đã trở thành một cái địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu mình. Cha Trương Bưu Diệp là cha xứ của nhà thờ Tắc Xảy vào khoảng 1930. Và vào những cái thời gian đó thì nước Việt Nam chúng ta rất là loạn lạc. Cũng chính vì tình trạng loạn lạc đó cho nên cha đã hy sinh bản thân, hy sinh mạng sống của mình để cứu cho tất cả những đoàn viên của giáo xứ Tắc Xảy ngày hôm đó. Vì vậy, vì cái đức tính hy sinh của cha đó cho nên tất cả những cái giáo dân của nhà thờ Tắc Xảy hay là những vùng lân cận gần đây rất là tin yêu và rất là thương cha. Và cho tới ngày hôm nay cũng vậy, cha Trương Bưu Diệp là một trong những vị cha xứ nổi tiếng nhất của cộng đồng Công giáo Việt Nam mình. Không phải chỉ trong nước mà kể cả người Việt ở Nam ở hải ngoại cũng rất là tin yêu và thương mến cha. Nhưng mà bây giờ nè, thí dụ như anh không phải là người Công giáo, anh có vào anh thăm viếng cha được không? Trời ơi, được chứ. Tại vì anh Sơ biết sao đâu, cha không phải ban ơn lành cho người Công giáo không, mà cha ban ơn cho tất cả mọi người ngoại đạo luôn. Mà những người nào mà có đức tin về cha thì sẽ được ban ơn. Anh thì thiệt ra là từ xưa tới giờ anh không có, anh có biết là đức cha Trương Bưu Diệp ở nhà thờ Tắc Xảy này rất lâu rồi, nhưng mà anh không có một cái dịp để mà vào thăm viếng cha hay là đốt nhang hay là cầu khẩn gì cha hết. Nhưng mà anh tin là cha Trương Bưu Diệp là một người rất là tốt, bởi vì cha đã dám hy sinh bản thân của mình, mạng sống của mình để cứu tất cả những cái giáo dân vào cái thời loạn lạc. Thì đó là một cái đức tính hy sinh cao cả nhất mà anh nghĩ là một con người bình thường không có người nào làm được chuyện đó. Phải là cái tinh thần cao cả lắm mới làm được chuyện như vậy. Với lại anh thấy ở nhà thờ thì thường thường không có ai đốt nhang hết. Nhưng đặc biệt ở nhà thờ Tắc Xảy ngay khu mộ của cha thì được đốt nhang. Cái này là okay. Bây giờ anh em mình vô đốt nhang cho cha. Mình cầu nguyện làm sao cho, nếu mà cầu nguyện cho thế giới thì nó lớn quá. Cầu nguyện cho nước Việt Nam mình thôi ha. Mọi người được sung túc, hạnh phúc, ấm no. Đúng rồi. Ha. Cầu xin an bình và hạnh phúc hết. đi. Anh được biết em là một người rất là mộ đạo và rất là tin tưởng cha Trương Bưu Diệp. Thì có lẽ là em đã có dịp vào nhà thờ Tắc Xảy và thăm viếng cha rất là nhiều lần đúng không? Dạ đúng anh. Thì năm nào cũng vậy. Có thể đi 2-3 lần. Nhưng mà cái một cái lần mà đi chính thức á là vào tháng 3, ngày 12 Tây. Là tại vì ngày đó là ngày giỗ cha. Bất cứ bận một cái chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn cái ngày đó em phải vẫn dành cái thời gian đó xuống đây để mà viếng lễ giỗ cha. Đúng rồi. Nhưng mà riêng năm nay thì anh biết là
cái ngày giỗ của cha không có tổ chức được. Đúng rồi. Tại vì mấy cô tới đây nhiều quá. Cô nào? Corona. Đúng không? Đúng, nghe đúng. Nói mùa dịch thành ra không có tổ chức lễ cha đúng không? Cha xứ ở đây là cha trọng đó. À. Thì có tại cũng sợ mấy cô nhiều quá cho nên là cha chứ năm nay nói là không có tổ chức là để cho tránh cái dịch bệnh nó lây lan. Đúng rồi, cái đó đúng, cái đó làm rất là đúng. Nhưng mà anh vô đây anh có thắc mắc nè, là bên kia là cái nhà để đặt cái mộ cha đó. Còn bên đây anh thấy cũng có một cái nơi ngôi mộ cha ở đây nữa. Thì lý do là sao? Để em giải thích cho anh Sơn với lại quý vị nghe. Ngày xưa đó, nhà thờ tác sĩ không có được khang trang bề thế như vậy. Thì mộ cha đó nằm đầu tiên là ở bên nhà thờ Cúc Tréo. Thì mấy cha mới di dời mộ cha về bên này. Ở đây hồi xưa là một cái nhà nguyện nhỏ lắm, nhỏ xíu nó không được vậy luôn. Thì mới đặt mộ cha ở đây. Đó, để cho giáo dân tới mà kính viếng. Rồi sau đó cha ban phước lành cho nhiều quá, nhiều người quá. Thì các giáo dân rồi người ngoại đạo vậy được cha ban phước lành đó mới đóng góp vô. Mới nhà thờ tác sĩ mới có tiền mới xây lên một cái khang trang bề thế như hiện nay. Hồi xưa nhà thờ này cũng không được vậy luôn. Bây giờ mới trùng tu xây lại hết. Thì mới xây riêng cho cha một cái nhà thờ, nơi an nghỉ nó bề thế hơn, lớn hơn. Để cho tất cả mọi người mà thương mến cha đó đến có dịp đến thắp nén nhang đông hơn. Ơn cha. Đó. Với lại cái giáo dân và những cái người mà được cha ban ơn đó càng ngày càng đông lên. Anh thấy mỗi một năm như vậy mà tới cái mùa giỗ cha đó ở đây là ở ngoài đường luôn là không có vô được nữa, nghẹt hết. Cho nên là mấy cha mới xây dựng lên một cái sân nhà thờ bề thế hơn, rộng rãi hơn để cho tất cả những giáo dân, những người ngoại đạo mà được cha ban ơn tới đây giỗ cha mỗi năm. Nhưng mà như vậy thì tại sao mà ở bên kia nhà nghỉ bên cha bên kia rồi thì lại nhà nghỉ bên đây anh thấy cũng có người vào viếng bên này? Dạ đúng, là tại vì giống như là ở đây cái ngôi mộ cũ, cái nhà mộ cũ của cha mà mấy cha xứ ở đây cũng không có đập bỏ, vẫn giữ lại giống như để lại một cái kỷ niệm cho giáo dân. Hồi xưa tại ta tới đây, người ta cầu nguyện ở đây rồi, đã được ơn rồi. Cho nên là để khi mà giáo dân nào muốn tới cái chỗ cũ của cha vẫn cầu nguyện vẫn được. Hoặc là muốn qua bên cái mới cầu nguyện. Như vậy thì bây giờ anh đã cầu nguyện bên mới rồi, bây giờ anh vô bên cũ cầu nguyện được không? Được chứ. Được luôn nữa. Cha là ở khắp mọi nơi mà. Cha là ở khắp mọi nơi. Vậy chờ gì nữa, vô. Francisco Trương Vũ Diệp đang nghỉ nơi đây từ năm 1969 là di dời về đây. Đó, tới ngày 4 tháng 3 năm 2010 là mới di dời mộ của cha qua bên kia. Có nghĩa là đây là cái ngôi nhà cũ của cha. Đúng rồi, ngôi nhà cũ của cha. Đó. Thì giáo dân hay là mấy người mà được cha ban ơn lành á, họ vẫn còn nhớ lại cha hồi xưa là. Hồi xưa là ở đây. Thành ra bây giờ đó là mọi người đến cầu xin cha cái gì cũng được hết. Là bởi vì tánh mạng của cha còn hy sinh được mà. Huống chi mà giờ các con đến cầu cha những cái chuyện như bình yên, như qua tai nạn này nọ được. Cảm ơn cha. Dạ. Cảm ơn cha đã hy sinh bản thân. Dạ. Vì tất cả mọi người. Tạ ơn cha, tạ ơn Chúa. Thí dụ như đi bên chùa đó, thì sau khi mình vô mình thắp nhang cho bàn thờ Phật, mình cầu nguyện khấn xin xong xuôi, mình có thể mình xin lọc về. Thì ở bên nhà thờ Trương Vũ Diệp mình thì mình có xin được chứ anh. Thì ở bên chùa có những cái lọc, chẳng hạn như bông hoa, trái cây hay là sâu chuỗi này nọ thì các cái thấy không, thì bên nhà thờ cũng có. Chẳng hạn bây giờ anh đây là phòng xin lễ, thì ở trong phòng xin lễ này có những cái hình ảnh của cha, những tượng Chúa hay là những cái sâu chuỗi hình cha. Nhiều lắm, nhiều. Anh thấy phòng xin lễ anh tưởng là vô đó mình xin giống như xin tội vậy đó, vô xưng tội ha. Không, xưng tội là có một phòng khác nữa. Phòng xin lễ là mình vô để mình xin cái lộc, xin cái lễ như vậy, mình cầu xin với cha cho con thỉnh cái hình cha về để cha ban ơn lành cho con và gia đình của con được mạnh khỏe bình an gì đó. Ok.
vậy mình vô, vậy mình xin chứ. Đây là những cái bao thư để mình viết những cái lời cầu xin, cầu xin gì đó mình gửi cho cha. Mỗi người chỉ lấy một bao thư. Rồi như mình viết để mình gửi cha. Đúng rồi. Là tên mình đây. Tên mình ở đây. Cầu xin đây là con Phong Sơn. Người nhận là cha Trương Bửu Diệp. Con xin cha cho cuộc sống đầy hạnh phúc và tiếng cười. Đó, đúng. Ok. Rồi mình qua mình thỉnh hình cha đúng không? Đúng rồi. Rồi xin thỉnh hình cha. Cuộc sống hạnh phúc và tiếng cười là con. Sau khi mình viết một cái lời cầu xin vào bao thư và mình bỏ một cái số tiền nho nhỏ tùy theo cái khả năng của mình thôi, muốn bỏ bao nhiêu cũng được vào trong bao thư, và mình gửi cái lời cầu xin của mình đến với lại cha, và mình được tặng lại một di ảnh của cha Trương Bửu Diệp. Cái này là rất là, phải nói là rất là một cái sự mà làm mình hạnh phúc khi mình đi được tới mà viếng lễ cha. Mình mang một cái, bất cứ một cái vật nào mà có liên quan đến cha mình đem về thì quý vị sẽ thấy là cái sự mà ban ơn của cha sẽ đến với mình. Và mình mang theo tất cả những lời cầu nguyện của cha ban cho mình vào cái di ảnh này. Di ảnh này luôn luôn ở bên người để nhắc nhở mình rằng cha luôn có bên cạnh và cha luôn ban phước lành cho chúng ta. Anh với em từ hôm nay là bắt đầu là phát luôn rồi đó. Vui vẻ, hạnh phúc. Lên như diều gặp gió. Hiện tại thì mình đang ở trong Quan Âm Phật Đài ha. Và nơi đây có một cái tượng của mẹ Nam Hải, đó là tượng mẹ Nam Hải đó. Riêng cái tượng thông đó là cao 11 mét, không tính chân tượng nha, không tính chân tượng. Thì cái tượng này được xây dựng năm 1973 bởi ngài Thích Trí Đức. Thượng tọa Thích Trí Đức, ngài đã đứng ra xây dựng cái tượng này, và đến năm 1975 thì tượng đài được xây dựng xong. Lúc đó thì khu này chỉ toàn là rừng đước với rừng mắm thôi. Và quang đặc sơ, biệt là nước biển, nước biển đó còn vào tới trong này, ha. Này nước biển đó, khi mỗi khi mà nước thủy triều lên đó là ngập cả đế chân tượng mà. Thì đến năm 1973 tới năm 1975 xây dựng xong đó. Thì lúc đó mục đích chỉ là một cái tượng để tất cả những cái người ngư dân, người ta đến đây người ta thắp nhang, người ta cầu nguyện trước những chuyến đi ra ngoài khơi, đúng rồi, để mà cầu nguyện được yên bình trở về với gia đình, với vợ, với con. Nhưng mà nơi đây sau khi mà có cái tượng của mẹ Quan Âm lên, mẹ Nam Hải lên đó, thì rất là linh thiêng,
Tất cả mọi ngư dân ta đến, người ta cầu mong đều được những chuyện thuận lợi. Không phải ngư dân không, mà tất cả những người dân của thành phố. Thành phố Bạc Liêu luôn. Bạc Liêu luôn, người ta đến, người ta cầu mong thì tất cả mọi cái chuyện được thuận lợi. Và đặc biệt một cái điều linh thiêng hơn nữa là từ khi có tượng Đức Mẹ ở đây thì đất bắt đầu bồi ra. Đất bồi ra. Hiện tại bây giờ thì hồi xưa đó tượng Đức Mẹ nằm ngay mé biển luôn ha. Hiện tại bây giờ thì tượng Đức Mẹ nằm cách mé biển khoảng gần 1 cây số. 1 cây số luôn. Có nghĩa là đất bồi ra. Bồi ra 1 cây số. 1 cây số luôn. Wow. Linh thiêng không? Quá linh. Và hiện tại bây giờ đó thì tất cả những cái ngày mà như là lễ Vía Quan Âm nè, hay là những cái ngày rằm lớn á, thì đây trở thành một cái nơi hành hương. Hành hương rất là nhiều tín đồ Phật giáo khắp nơi, khắp nơi. Cả ở nước ngoài luôn cũng về đây nữa. Mà em hồi xưa đó, cái này là lần đầu tiên là cơ duyên được đi đến cái Phật Mẹ Nam Hải để mà cùng với anh làm cái chương trình này. Như trước đó đó, em năm nào em cũng xuống cha Trương Bửu Diệp ngày giỗ, năm nào cũng xuống đó. Nhưng mà xuống tới đây thì người ta nói xuống cha dịp là phải ghé Mẹ Nam Hải, mà em chưa bao giờ em có cơ duyên để đến. Ở Bạc Liêu mình nó có hai cái điểm mà du lịch tâm linh rất hay. Một là bên cha Trương Bửu Diệp. Trương Bửu Diệp. Hai là bên Mẹ Nam Hải đây. Thường thường thì mỗi một cái tỉnh hay hoặc mỗi một nơi thì có một cái địa danh hành hương về một cái tôn giáo là đã quá rồi. Đúng rồi. Không? Mà đặc biệt Bạc Liêu mình là có hai cái luôn, bên Phật giáo và bên công giáo. Thành thử anh thấy mỗi lần mà cuối tháng 2, tháng 3 đó ở Bạc Liêu này là coi như là xe kẹt cứng hết. Đúng rồi. Cả hai địa điểm đều đông người hết. Thành ra mỗi khi chúng ta có cái dịp về với lại đất Bạc Liêu, chúng ta nên ghé những cái nơi mà du lịch tâm linh như là Quan Âm Phật Đại ở đây, hoặc là như chỗ nhà thờ Tắc Xậy, nhà thờ Tắc Xậy của cha Trương Bửu Diệp. Để chúng ta làm gì? Chúng ta cầu mong cho bình an hạnh phúc cho chúng ta, cho gia đình và cho muôn người. Bây giờ còn gì nữa mà không đi đốt nén hương, đúng không? Đúng rồi, thôi hai anh em mình đi lên đốt nén hương với Mẹ Phật Nam Hải đi. Cầu mong cho mình bình yên. Bình yên, khỏe và, mạnh. Và cầu mong cho cái thằng mà corona nó chết lẹ lẹ. Chết lẹ lẹ, đúng, đúng. Đi. Thank you.
250 một ký cua gạch. Cua gạch mà gạch tràn bu luôn nha. Hiện tại thì Vân Sơn với Lê Quỳnh đang ở trong cái khu được gọi là khu du lịch Nhà Mát. À, ở đây đó thì vô đây thì mình có những cái khu vui chơi cho gia đình, rồi có biển nhân tạo, rồi có nhà hàng, nhà hàng hải sản rất là nhiều. Và đặc biệt là ở đây người ta bắt cái cua nè, bắt cua nè, bắt mực nè, bắt ghẹ nè, những hải sản tươi sống ta bán ở đây để mình mang vô nhà hàng. Mà đặc biệt là quý vị biết là người Khmer không nghe, người Khmer bán hải sản. Đâu na bò ơi, trâu dâu trà. Ta bao nhiêu tuổi vậy? 35. Trẻ vậy? Thì 35. 35 mà. Trời ơi, một thái tôi thích ông á, thái ông có hài ông, tôi thái. Thái phải không, thương phải không? Rồi giờ lấy cái đồ lượng coi, là lượng mới coi. Rồi bây giờ nè. Này ghẹ đực phải không, ghẹ đực phải không? Rất ngon. Ghẹ đực ngon á. Chất lượng luôn đó. Bây giờ đó, đi mua cua thì biết lựa, nhưng mà mua ghẹ lượng sao ngon chỉ coi. Đây bóp đây là cứng gì là có thịt. Cứng, cứng gì là có thịt. Đúng rồi, đó. Có cua không vậy? Cua cũng vậy, bỏ cho nó là mềm là thua. Mềm là thua, không có thịt. À, cái này là cứng đi phải không? À, cứng. Nó thấy chưa? Thấy là mê đó nha. Thấy tôi là mê đó nha. Tôi nói trước đó. Nè, đây là những hải sản tươi sống mới vừa bắt lên ở ngoài kia xong. Bây giờ mình đi vô nhà hàng. Nhà hàng trong kia kìa. Nhà hàng chế biến ăn nhậu. Đó bây giờ là ở ngoài kia là nhà hàng giữ biển đẹp lắm. Bây giờ là go nè, let's go Quỳnh ơi, go 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 go. Kính thưa quý vị, hiện tại thì bây giờ Vân Sơn và Lê Quỳnh đang ở trong một cái bếp của nhà hàng hương biển. Và đứng kế bên Vân Sơn nhà Lê Quỳnh là Sếp Ly. Sếp Ly là đẹp trai, cô nhà giàu học giỏi, là người nấu ăn giỏi nhất trong nhà hàng này. Và hôm nay Sếp Ly sẽ giúp cho Vân Sơn với Lê Quỳnh chế biến những cái món hải sản tươi sống mà Vân Sơn và Lê Quỳnh từ mới mua từ ở ngoài chợ nha. Trời, hải sản nãy đó quý vị. Giờ đem đây. Ở đây hiện tại mình có nè, mình có 3 ký ghẹ. Cầm. Đó. Đó, cầm như thế này. Mình có 3 ký cua. Đó, mình có 1 ký mực. Dạ. Mình có 1 ký tôm sắc. Bây giờ làm cái gì? Bây giờ cua với cua ghẹ hấp bia. Đó, đúng không? Còn hai cái này mình làm gì xíu đi. Hấp gừng. Còn này nước muối ớt. Rồi, đúng. Nè. Tôm sắc, nước muối ớt. Mực trứng, hấp gừng. Và cua với ghẹ, cầm bánh này. Cua với ghẹ hấp bia ha. Mà hấp bia không phải là hấp bia. Còn Lê Quỳnh với Sơn là hấp tỉ dĩ sẹt. Hấp bia mà không phải hấp bia bình thường, hấp bia KCB. À, Kiên Giang bia nha. KCB là bia của Liên Xô hồi xưa đó. Uống ngon mà hấp ngon nữa nè, đó. Rồi, chết. Bắt đầu mình làm chơi nè. Bây giờ cái này để hấp bia nè ha. Bia này uống ngon, hấp con cua với con ghẹ ngon hơn nữa. Uống nha, hấp nha, đừng uống nha ông. Không đưa, không hửi hửi tôi sợ không uống. Quá ngon luôn. Mùi bia bốc ra liền thấy không? Đây nè, đó, một nồi bia luôn, đã không? Trời ơi, con ghẹ nè, quá đã không?
đời còn gì bằng nữa hả? Không còn ao ước gì hơn. À bây giờ em nghĩ coi ở đây, à ở đây nè, tất cả ở đây nè, có ai mà sướng bằng anh với em? Đúng rồi. Dồn cái này vô á, mà chẳng hạn như bây giờ có một cái người đang đói bụng buổi sáng đến giờ mà muốn ăn, mặt xanh lè xanh lét, mà nhìn hai anh em mình vậy ngồi ở ngoài chảy nước miếng, mình mới tội nghiệp người đó. Ủa vậy ở ngoài kia kìa đó, ở ngoài cái ống kính đó đó là có nhiều người đang ước muốn được như anh em mình lắm, đúng không? Tại sao cuộc đời mình như vậy mình không hưởng, đúng không? Đúng rồi. Còn chờ gì nữa? Chờ cho mà. Chờ gì nữa? Hưởng đi. Nè tôm nè, đầu tiên cho anh tôm trước đi. Tôm trước đi ha, tôm này là tôm tôm biển nha, tôm sống nha. Coi nè, tôm gọi là tôm sắt ha. Tôm sắt. Đó, mình mắp mắp trước. Quá ngon. Cái gạch nó ngon quá. Trời ơi, cái vỏ ướp ngon quá. Ướp quá ngon. Ướp ngon quá. Phải nói là xin lỗi. Xin lỗi chịu không nổi. Xin lỗi chịu không nổi. Đó, bây giờ mình thưởng thức cái thịt của nó nè. Thịt nó nè. Thấy thịt này chưa? Đã. Nha. Thấy chưa? Cái thịt con tôm này á, bảo đảm nó sẽ giòn và nó ngọt hơn. Mình có chấm muối tiêu chanh không? Không cần, nó đây nó muối ớt rồi. Muối tiêu chanh là để muối tiêu chanh là để dành cho ghẹ với lại cho cua. Ừ, này em mới ăn thử nha, đừng có muối tiêu chanh vô, nó mới thưởng thức được hết cái hương vị của nó. Đúng rồi. Thấy chưa? Thịt nó giòn thấy chưa? Ngon quá. Nó lọt mà nó giòn nữa. Ngon lắm. Lần đầu tiên Vân Sơn thử tôm sắt. Quá ngon. Nước ớt được ngon quá. Bây giờ thử qua cái món kế bên, cái bên. Mực đi. Là mực ha. Đi. Mình chơi từ thấp lên cao chứ. Nè, mực trứng nè, coi nè. Mực hồi nãy đó, mực hồi nãy mà nếu mình để mực trứng nha, mình để mình đúng rồi, cái rau mới ngon. Mực trứng mà mình để nguyên con á, mình hấp nó đó thì nó lâu chín hơn. Cho nên mình khứa nó như này. Ra. Khứa nó ra. Ờ đúng rồi. Để nó chín cái trứng cái trong, đúng không? Đúng rồi. Nó chín ở trong, còn nếu mà không á, để luộc nó chín hết ở trong á, là ngoài nó rất là dai. Trời ơi, trong trứng quá trời luôn. Tội nghiệp cameraman. Em lấy cái khăn em chùi nước miếng nó chảy quá. Không phải một thằng, thêm thằng bên kia nữa kìa. Mập bên kia mới thương. Nó mau đói bụng. Ăn thấy sao? Trời ơi, không còn gì bằng hơn. Bữa nay mày thấy con mực ngon hơn con vợ. Vợ thua rồi, vợ nay thua rồi. Con mực ngon quá. Con mực ngon hơn con vợ. Nè, có nè, đó nè. Chết, quên. Ăn cái này quên một thứ. Bía. Bía đau bụng, trời ơi. Nãy giờ quên. Vẫn uống bia. Trời ơi, KGB Kiên Giang bia. Tuyệt vời. Từ ngày uống bia này là mấy cái bia khác bỏ hết, không uống bia nào khác ngoài cái này. Bỏ hết toàn bộ. Chỉ giữ lại con vợ thôi. Đến mỗi khi mình xỉn nó lo, cạo gió. Cứ bỏ đó luôn, đâu ai lo. Tráng miệng xong rồi. Qua món mới. Bây giờ anh chọn cái gì? Cua hay gạch hay ghẹ? Làm ghẹ trước phải không? Ghẹ trước đi. Ghẹ đi, lựa con nào bự bự đi. Con này. Con này nè. Trời ơi, con nó bự quá. Con nó cái càng giống như cái càng lực sĩ á. Trời ơi, không có gì giờ hai cái càng đó kìa. Có tập tạ mà. Nó đi chim hàng ngày. Nó đi chim hàng ngày. Này chịu khó lắm. Mở cái mày đó ra. Mở là thôi kéo cái gì trước. Đây nè, đâu cần đâu, mở cái này nè. Mở này nè. Ồ, oh, thấy chưa? Hay quá. Chơi bẻ bẻ hai nè. Đó, em nữa, anh nữa. Còn gì nữa? Trời ơi, coi thịt nó nè. Ôi ơi, coi thịt nó ra bà con. Trời ơi, thịt nó giống như thịt gà ấy. Oh man, coi nè. Oh, nó bự bị lớn vậy mà. Nè. Nè, cái càng đó nè. Khủng chưa? Khủng khiếp chưa? Bằng cái bàn tay luôn. Ờ, coi nè. Bự hơn bàn tay mình luôn. Quá bự luôn rồi nè. Úi trời ơi. Giờ ăn vậy mới đã nè quý vị. Xuyến quá ha.
Trời ơi. Được rồi nè, cho mày chết nè. Hồi nãy là cái phần dưới của Quỳnh là chuyện nhỏ. Này mày lớn. Ê bà bự rồi. Trời ơi. Chuyện bự nằm đây nè. Trời ơi, trời ơi, nó còn chà bá ở cái kia nữa. Cái này đó. Ú cha. Đó, cái này chấm nè, chấm nè. Chấm mấy muối tiêu chanh. Chanh mấy con. Cái nè. Chết mày chưa? Chết mày chưa. À, dưới nè. Ngọt, nó ngọt mà không thể diễn tả được cái từ nào luôn đúng không? Ngon lắm. Còn ăn cái càng. Ngon lắm. Còn cái càng. Trời ơi, thịt nó ngọt. Thịt không à. Không quá, bây giờ biết lộn cua không? Biết lộn cua không? Chưa. Hả? Chưa biết. Nãy tách tách con ghẹ đó. À cũng y chang vậy đúng không? Vậy thôi. Nhưng mà em nghĩ là tách cái yếm đó trước á. Không tách yếm dưới được, tách yếm dưới cũng được nè. Ví dụ như cách con cua mình tách bỏ yếm trước đi, bỏ yếm trước cũng được nữa. Nhưng mà vấn đề là tách con cua đó là một là dở bên hông. Một dở bên hông đó nè. Anh đi gửi bên hông nó dễ hơn là dở. Một dở bên hông nè, có người ta dở bên hông. À. Dở bên hông bên đây nè. Nắm dở bên hông nè. Tại đây nó có thế vịn nè. Không nắm càng, đúng. Nắm cái càng như đây bốn ngoe của nó. Đúng, đây đúng. Mình dở lên là ra nguyên con. À, thấy chưa? Trời ơi, anh chưa? Ngay con cua đực. Không, cua này cua cái, cua gạch mà. Cái hả? Gạch nè, có gạch nè. Có gạch nè. Ê, ngon nha. Có gạch. Ngon nha, nè. Đúng rồi. Ngon nha, không có giỡn à. Nhưng mà vẫn cái nước của nó, cái nước của nó ngon. Con cua nó ngon khác con ghẹ nha. Cái gạch con cua khác ghẹ luôn rồi. Cái gạch con cua đó quý vị ăn á, nó giống như mình ăn trứng muối vậy đó. Cái gạch con ghẹ thì nó không béo bằng. Miếng này là em khoái ăn nhất trong con cua. Đúng vì thấy cái miếng này nè, nó giống như là cái cua lột á. Cua lột à. Đúng không? Nhưng mà gạch đầy nó chứ. Ờ. Gạch. Quá ngon. Trời ơi. Ngon không? Béo. Đó, bây giờ nè, bây giờ cái này nè. Cái này là mình bẻ hai nè. Đứa làm phần nửa con nữa nha. Đúng rồi. Gạch trong này không rồi mình ơi. Gạch không rồi nè, coi nè. Trời ơi. Bây giờ thấy con cua nè, gạch nè. Gạch không trong này nè. Quá trời gạch luôn. Vậy mình lại chơi ít rồi đó. Húp nó trước. Chết rồi. Nè, gạch không trong này nè. Coi nè. Thấy không? Trời ơi, gạch nè. Ồ, nó dính trong này quá trời luôn nè. Nè quý vị. Trời ơi, ăn giống như khoai lang luôn á. Ngon lắm. Nó béo giống như khoai lang á quý vị. Ăn hết cái gạch này là say á. Trời ơi. Mình á bữa nay là đi quay cái này. Mà ăn cua với ăn ghẹ kiểu này á thì đề nghị anh là 3 năm sau mình mới quay lại mình cái nữa thì chứ ngán quá. Anh nói em nghe nè, cua gạch á là vợ nó nhà không bao giờ mua về cho anh ăn. Để. Sợ ăn gạch nó say à. Ăn say rồi có bắt đầu nhìn không phải nhìn bả mà nhìn lộn của con khác. Ok. Ngon quá. Quá ngon luôn. Không bây giờ nè, mình tạm ngưng. Uống cạn cái bia này đi. Gọi điện thoại kêu vợ đi. Kêu vợ kêu bồ lên. Với lại bốn con bồ lên để ăn phụ. Ờ, chứ hai nay mình ăn hồi sai, hai nay mình sai mình dòm nhau mình thấy kỳ á. Ờ sai hồi anh dòm lộn em vợ anh đó. Nói giỡn nha quý vị. Chứ thiệt ra khi mà đến Bạc Liêu, hồi nãy giờ Vân Sơn Lê Quỳnh ngồi đây không nghĩ là mình đang Bạc Liêu đúng không? Đúng rồi. Không nghĩ ra đang Bạc Liêu. Hồi xưa mà mỗi lần ghé Bạc Liêu là nó có những cái hoàn cảnh nó cực khổ lắm chứ nó không được vậy đâu. Bây giờ đến đây ha. Đúng rồi, mấy năm trước. Lúc mười mấy năm trước anh với lại anh Thảo với lại anh Liêm về Bạc Liêu quay nè. Thì ăn uống tất cả mọi thứ bình dân lắm, không có phát triển như vậy ha. Hai bên bờ sông mà lúc mà anh quay đó là nhà sàn không. Nhà sàn. Khu này làm gì có, không làm có khu này.
Thành ra bây giờ có dịp du lịch về tới Bạc Liêu, nhớ đến khu du lịch Nhà Mát để tận hưởng những cái không khí như vậy ha. Phía sau là biển. Mặc dù biển không xanh không đẹp, nhưng chúng ta có cái cảm giác là biển ở đây rất lạ, đúng không? Biển màu nâu. Biển nâu. Biển rất lạ, rất đẹp. Màu cà phê sữa. Quý vị có thấy biển cà phê sữa chưa? Đây. Biển cà phê sữa. Cạn. Nhớ nha. Về Bạc Liêu nhớ đến đây. Number one. Ghẹ, cua, tôm, mực. Trời ơi. Rẻ gấp 3 lần ở Sài Gòn. À. Hết. Giờ mình đi ra gọi hai vợ. Bốn bồn. Lên ăn phụ. Đúng. Đi.